Xin chào. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the YouTube channel of Dương Đình Hữu in Vietnam. And today, we would like to bring you special product from the mountainous area of Quảng Nam and Đà Nẵng City. They are the product will grow in the natural mountain and in the farm of the villagers in Quảng Nam province and Đà Nẵng City, that very healthy, very organic vegetable and flowers. And one of the special product from the bee, ladies and gentlemen, if you are caring about the health of your body and the improvement of your brain, that today we would like to advise you to buy and to come with us, to come with the beautiful lady of the Kutu people. You know, she went here from mountainous area in the Trường Sơn range of Vietnam, that they are selling the organic veggies and drinks and other stuff to the people who are living in the city. Let me ask her, what are they and what is she selling now? Yes. Good morning, xin chào chị. Chị bé có khỏe không? Dạ. Hôm nay chị đến từ miền núi của Quảng Nam và Đà Nẵng, có phải không ạ? Thế thì theo chị thì những cái sản vật chị đã mang đến ngày hôm nay thì nó có giá trị như thế nào, chị cho ví dụ được không ạ? Dạ. Yeah. She explained me that she grow those veggies and stuff from her home, from the garden, and she brought them here to earn a little bit money for the living of the household, to raise the kids, and for three enough meals in a day. And chị ơi, hôm nay chị có sản phẩm gì đặc trưng chị giới thiệu giúp em với ạ? Có sản phẩm này của đồ người Cà Tu hết, quý nhất là này, mùi đặc sản tiêu rừng trên núi Rau Ma rừng mà chị cũng đi hai bên rừng hết. Có phần bớt gì đấy. Oh yeah, yeah. Alright. She explained that all those stuff were picked up from the jungle, natural jungle, in the organic land. No chemical at all, ladies and gentlemen. And now I would like to show you some of the specialty by Kutu people. First of all, we have here pepper. Yes, you see pepper, and in Vietnamese it is tiêu rừng, quý vị. Đây là tiêu rừng. We call in English is jungle peppers. Pepper is so hot, and it's used for eating in the winter, or can be eaten at any time if you feel that you like the hot food, like the hot pot, or some other food like pork or soup. Yes, this is the pepper, or we call tiêu rừng. Yes, jungle pepper, ladies and gentlemen. Have you eaten the pepper and the chili? Pepper and the chili, they are very special in Vietnam. It's very good for our health, to warm up our body, that we use pepper and chili. Alright, first thing. Dạ, cảm ơn cô bé nha. Cái thứ hai nữa nè. Ồ, bây giờ là có nhiều thứ rất là đặc trưng. Ladies and gentlemen, are you looking at the special veggie in the jungle? The white veggie. I mean that there is not name at all. They are not named at all by international scientists, but only by local people like the Kutu ladies over there. You know, she is now selling the special product that pick up from the jungle, right? Like you see special, very special fruit. Do you know what are they? What is it? I'm sorry, what are they and what is it, right?
Pineapple? Yeah, this is a good answer. Thank you, lady. Thank you, beautiful lady. This is the pineapple. But you know, it's so much different from the pineapple grow in the farm or in the countryside. In the countryside is much different. This is the jungle pineapple. Yes, it's grow naturally, get the heat from the sky, from the very clear atmosphere. It clean, of course, with the rain, with the rain and the heat from the rainforest. I mean, everything in the jungle is very clean and clear. So they have a good shape and we call it pineapple. Pineapple, all right? Yes. So do you like pineapple for your meal or maybe for your dessert? Yes. We normally have a pineapple and guava after having meals. That dessert, yes. Very good, ladies and gentlemen. Thank you so much. And the next thing, wow, you have you eaten one of the special things in Vietnam. Vietnam is popular with this thing, with the following. But now, come here, follow me, and I will show you one very special thing I'm having seen. I haven't seen here, right? Okay, this is the bamboo shoot. Have you heard the word bamboo shoot in English? Right, you see? The young bamboo shoots from the bamboo tree that the villagers cut them. They cut the bamboo shoots when they are still young and brought home to put into the salt water and then come out here for stirring food with the pork. It can be made into a very special food and tasty food for you all with bamboo shoot. And again, ladies and gentlemen, another thing that you haven't seen before, I think so, this can be in your meals as well, in your daily meals as well. They are cassava. Cassava, right? Have you eaten the flowers of cassava? Did you say that? That is a good answer. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. You see, this is the cassava. We may cut into slice for drying and then cooking, or we may grind the cassava into flour to make some a cake, with very good taste. Yes. Xin chào quý vị ơi. Mình đang nắm trên tay một cái sản vật địa phương rất là đặc trưng. Đó là cây sắn hoặc là củ sắn, quý vị. Đây là củ sắn rừng. Thì củ sắn này chúng ta chế biến một món rất là ngon mà đảm bảo ai cũng thích. Đó chính là bánh bột lọc. Bánh bột lọc quý vị ơi. Đây rồi, cái củ sắn này nó bự chắc nè. Củ sắn này có thể làm ra bột, rất là nhiều bột luôn. Đó, và chế biến cái món bánh bột lọc thì tuyệt vời, không còn gì bằng quý vị. Mời quý vị đến với sản vật, cửa hàng sản vật địa phương của cô bé đây để mua những cái sản vật dễ thương này nhá. Bây giờ là nói nãy giờ nhiều rồi, chuyện qua mua cho cô bé đây. Dạ, mua cho cô bé. Cái này là rừng con. Wow. Holding a big stuff of ginger. Vietnamese ginger, and they are really, really helpful and useful for our health, for our body, in the massage, in the throat treatment, or stomach treatment. Ladies and gentlemen, in Vietnam, we use the traditional medicine, like some stuff of the ginger, like this ginger, and useful. Stomach, throwing, and massage of the body, right? So, very good. Oh, quý vị ơi, gừng là món ăn không thể thiếu, dưỡng ẩm cho cơ thể đó quý vị nghe. Dạ, cô bé bán một làng như thế này bao nhiêu? Một làng có 5.000 thôi hả? Sao nó rẻ thế này? Là 1 kg 50.000 đó. 1 kg 50.000, một làng 5.000 thì rẻ quá. Rồi, bây giờ mua nửa ký để rồi để sản vật để bán cho đẹp, ngay thì mua hết là không có gì bán.
đến mua hết, giờ mua từng trứng thôi nha. Giờ mua từng trứng. Mua nửa ký nha. Mua nửa ký là mất gì, mất công rồi, gì là phải lên chợ đầu mối nữa, mất công. Tất nhiên quá hết luôn. Không, bây giờ để đây để quay phim rồi truyền hình tới người ta làm lại cho bán hết rồi, hết rõ sản phẩm. Nửa ký thôi mà sao nửa ký nữa kìa. Ê, cái con bị sao nhiều quá. Nóng rồi. Nhiều quá rẻ luôn. Cái này là có ăn được không? Ăn được á, cô đi bán, không ăn được không rằng đi bán. Nghĩ là nó thấy nó cảm ơn cô nha. Đây là mồi đặc sản đây con, tiền cô á. Họ đặt tươi hỏi còn châu nó không ăn nhé. Làm sao mà nó nhìn nó cơ vô. Cái gì con biết không, hộp hơi giăng mép. Nước xong hơi giăng mép nữa là hắn thấy đen đen khi nào mình đâu bị chuột đồ rửa đồ sạch thẻ đúng vàng á. Rồi, à, quý vị ơi, mình mới vừa mua nửa ký gừng. Rất là ngon, rất là giá trị quý vị ơi, rất là giá trị luôn. Mà quá rẻ đi, quá rẻ. Và mua xong mà chắc là dùng không hết đâu. Bây giờ tặng anh Nam. Tặng anh Nam để tối nay uống thêm sớm bụng. Nấu được mất nấu nữa. Anh Nam... ngồi đây nghe em hơi bị nhiều nên phải tặng anh Nam cái. Rồi quý vị ơi, bây giờ là mua tiếp sản phẩm này. Ok. Wow. This is the squirrel. This is squirrel, ladies and gentlemen, the squirrel. And it is already baked. The squirrel already baked. You know, in the kitchen, they bake all the coral here in the kitchen. Wow. You see, this is a wild animal, so I don't think you see good to collect them or not, to kill them or not. If something wrong, I would like to say so sorry about the natural reserve, the animal preservation. But you see the squirrel. À, đây là con sóc quý vị ơi, đây là con sóc. Thì con sóc này là ở thiên nhiên thì không biết có được bảo tồn hay không, chứ đây là con sóc. Con sóc này là được người cơ tu săn bắn về, sau đó nướng để lên trên gian bếp nướng. Thì có thể cô bé sóc. Con sóc này là sóc gác bếp đó. Sóc gác bếp đấy. Khi nào mà mình muốn ăn là người ta sẽ hướng dẫn cho mình là cái cách rửa đúng không? Rửa sạch. À, rửa sạch như thế nào đó. Rồi khi con biết không, tay thau đi, cứ bó nước lạnh như con ngâm cỡ 10 phút 15 phút gì đó, bắt đầu con chai nưa màu đen nó ra hết. Dạ yeah, dạ. Yeah. Xong con chặt từng miếng con luộc. Yeah. Luộc thịt chín và đúng vào cũng ghi nước đen đen nữa, bắt đầu giờ con xào hoặc con nấu canh ra mang đồ cái gì cũng được hết. Dạ yeah, rồi. Còn tên cô thì đi là thứ nhất là học cứ hỏi con dâu, họ hay cho con dâu ăn thôi. Cho con dâu ăn thôi. À, thức ăn này là tốt cho con dâu. Ừ, cho tốt cho nào khỏe mạnh y sắc. Yes, okay. Sắc thì đó, dễ chiên tàu ốm lắm. Rồi, ladies and gentlemen, the squirrel is stand for the strength, the strength, or a healthy body, or healthy body. That's why they are selling the squirrel here for anyone who would like to have a very healthy body, very strong body. And one very very good usage of this one is for the bride after getting married. So the bride need a very healthy body for coming babies, for coming kids. So the parents of the groom reserve the squirrel for the bride only, for the bride only. Yes. Rồi cô bé ơi, trả tiền cho con lát nữa là trường nữa. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Bây giờ thêm cái món. Cái món này cô bé, cái món cái rau này á. Bờ ao cá hả? Họ lấy cá hai lần và đầu hỏi đất luôn không ở trong cái gì mới tốt. À vậy hả? Cái ao mưa quét rồi ra rồi ở trong. Mua của này.
Thì em mua như thế thì trời nắng thì mình hơi lạnh. Rồi em bao mua thịt heo ví dụ kiểu ni nghe. Bao ít thịt ni là vừa không lâu. Xong từ chỗ nói lại được không? Rồi còn thế này. Mời mọi người tới mua đồ rừng núi nghe. Thực phẩm sạch đấy. À, vừa rồi thì cô bé có giải thích là tiêu rừng này nó có ở đỉnh Quế của Tây Giang. Đây là một điều rất là độc đáo, một điều rất là thú vị, phải không quý vị, phải không các bạn? Nếu các phượt thủ đi lên đỉnh Quế, đi qua khỏi đỉnh Quế thì mới mua được cái tiêu này. Cái tiêu này chỉ có ở đỉnh Quế Tây Giang. Rồi thì còn gì độc đáo bằng, còn gì tuyệt vời bằng? Thì quý vị hãy mua giúp cho cô bé một lon 30.000 sẵn ạ. Một lon 30.000. Tiêu đỉnh Quế, tiêu rừng. Cái mùi thơm nó giống như chanh. I have just explained that the pepper smell like lime, but it's very tasty, very hot and very tasty. Yes. And you see the dry. Ladies and gentlemen, the dry bamboo shoot, the dry bamboo shoot can become food as well. Yes. Wow, so there are many buyers who are coming with the lady here to buy the special product or specialties of the Kutu people in the mountainous area. Wow. Sóc, con sóc đó. Con sóc này là chồng anh là vợ khán đó. Chồng anh vợ khán. À không phải. Đâu đây đâu chị biết không? Đâu chớn con. Đâu chớn nè. Đâu chớn. Cái này bố điếc à? Bố điếc rồi, cô bác. Đâu chớn nè. Được chưa? Măng khô này, thơm nè. Cái đó là con có thể mua. Măng khô kìa. Măng khô. Con nói con chi chị? Sóc. Sóc. Ăn. Người đặc sản đấy. Qua người Việt Nam đấy. Đi họ nướng rồi xong rồi đây. Không nướng lại cũng được, nướng sơ sơ lại cũng được. Pha thêm trứng, nấu ăn. Nó chưa gì kìa. Cái video người chân là họ hết quần trâu quá họ mới cho ăn rồi đi chứ không thôi. Sắp ở đây măng khô, măng khô. Có chim quá hộp cơm ấy. Rồi măng khô quý vị, măng khô này hầm với thịt heo ấy quý vị. Măng khô hầm với thịt heo. Gà cũng được này, vịt cũng được này. Đặc biệt mà gà chạy bồ là ngon tuyệt vời luôn. Yes, so ladies and gentlemen, if you cook meat with the chicken or the duck with this dry bamboo shoot, it could be very tasty, I'm sure. And you see, very strange for you, right? It's very strange. It's not the common one, but it's only for Vietnamese people and for the Kutu people, by the Kutu people or the tribe. Minority group people, yes. So let's try one time in your life to eat the bamboo shoot. Either it fresh like over there, or it's dried like Joe's stuff. Yes, they are bamboo shoot, okay. And next is the special thing. Okay, you see the pennywort. You see pennywort. You hear that? I mean, this is the pennywort. Is from the land, the veggie were taken from the land. They are very fresh, no chemical at all. The pennywort, yes. This can be cooked as a special soup, very special soup, cooked with shrimps or some other stuff.
But which shrimp is the best cook for you? Penny what? Rồi. À, còn thường rau má mọc sau hè quý vị, mà đây rau má ở mọc ở trên rừng, trên núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang thì thực sự là ngon luôn. Rau má sịt quý vị nghe, rau má sịt. Rồi, đây là lời giới thiệu để chào mừng quý vị, chào đón quý vị đến mua giúp cô ở đây tại cái lễ hội di sản văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Nên tôi có một vài lời để giới thiệu các cái đặc sản của người địa phương, của người đồng bào Cơ Tu hái ở trên rừng về. Thì trong đó các cái đặc sản như thơm, rồi măng, rồi rau má như thế này thật là tuyệt vời. Đó, thật là tuyệt vời. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái sản vật ở cái vùng miền núi của Quảng Nam rất là hay, đó nữa là mật ong. Mật ong. Rồi, mật ong nữa quý vị. Lady and gentlemen, you see the bee ernie, the bee ernie. Wow, the bee ernie. You see, certainly healthy and very good. Healthy and very, very good. Yes. If you drink the bee ernie with a piece of lime and hot water in every morning after wake up, yes, you will be, you will have a very all day healthy body for working, for playing, for driving and for going out. So trust me, that drinking the bee ernie is making your body healthy. Yes. If you like what I am saying, if you like this video, please hit the bell or register the channel with us, or leave any comments that you may advise us. You may have some advice us how to use the specialty of Cơ Tu people or mountainous area people, villagers. Yes. And you will encourage us to record more videos about the products or about the specialty of the tribe people, like what we are having today, ladies and gentlemen. And the last thing is the decoration from orchids. Decoration from orchid can be very fun for you, right? So you see the orchid from the jungle that the city people would like to buy and to grow them very much. And because this is one of the entertainment habits of the city people, that's why they brought them here for making a good fun in the life, in the family, right? So thank you very much for your watching with us today, for your watching this video. And we would like to say thank you again and again and again. And we need your comments right here, comment. Or if you like, let hit the button like. If you don't like, hit the button dislike and say something to encourage us for making good and better video. Ladies and gentlemen, thank you very much for your watching with us. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua may bán đắt. Nhiều người bán hết rồi, mua hết luôn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Tạm biệt, bye bye.